cười cười thì mẹo ông nhảy xe ông chi mất đức. Mình bảo em mấy đứa ông thắng nhá, thịt mẹ mà cái thằng này trẻ con đéo bao giờ thịt mẹ mà chấp tôi đi mẹ mày cái gì nói rõ thôi mà tôi sau về sau nhá ông biết con chim tôi rồi. Cho lồng bẫy tôi bán 1.2 triệu cả lồng. Ô, mình phải đi mẹ mày về mãi con chim nó hoảng không hiểu không nó bị vỡ chim rồi, nó mang đi bẫy nhiều nó vỡ chim rồi mặt nhanh rồi treo lên nó. Không không cái hồi thì tôi nói nhưng mà nó hoảng quá mình về thì mẹ mình nghĩ hưởng quá đây mày nghệ nhân này nói tiếng Anh nhiều quá cho lồng bắn nó kéo ra nữa. Cho vào lồng bẫy nó kéo ra lồng bẫy mà đang quay rồi. Đang quay mà nghệ nhân đệm bệnh nhiều quá. Ly là một phần là hai mà tao trước khi mua tao nói rồi tao không cần thì mẹ con chim ngoái ngửa đang cần tao chỉ cần nước phần và đi bẫy được thì tao mang về thì mẹ là thôi mà ông bán cho mình con chim ông ví ai hưởng thịt mẹ con chim của ông chí nó đi bẫy thôi làm gì tao không biết nhưng mà bẫy vỡ mẹ rồi vỡ chim rồi con chim nó hoảng. Bảo thôi hôm sau hai hôm sau tao có bảo thôi